Xin hân hoan chào đón quý cha, quý vị khách quý và toàn thể quý cộng đoàn đến tham dự chương trình ca nhạc Bến Gỗ Dòng Chảy Yêu Thương kỷ niệm 325 năm thành lập giáo xứ Bến Gỗ. Ngay bây giờ xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chương trình xin được phép bắt đầu. Theo Chúa sống cho tình yêu, đây giáo hội Việt Nam dẫu khó khăn đang còn vẫn hướng về ngày mai, dung trồng tình yêu phước ấm cho đời. Ta ơn Chúa thì hồng ân lớn lao, Chúa trao ban một niềm tin son sắt, tiền nhân đã ươm trồng cho đời sau mùa hoa trái tình yêu, tìm nhau với tình nghiệp thôn thiết tha, dẫn đưa nhau vào tình yêu chân lý, bao ôm lấy đời hoa trang ấm nồng, nhờ yêu thương dìu nhau đến an bình. Cho lớn dậy làm bèn mũi ướp cho mọi nơi, mong ước rồi từ đây, mong ước qua mọi thời, muốn coi lòng chung xây giáo hội yêu thương thì khó giữa đời. Ta ơn Chúa vì hồng ân lớn lao, Chúa trao ban một niềm tin son sắt, tiền nhân đã ươm trồng cho đời sau mùa hoa trái tình yêu, tìm nhau với tình hiệp thông thiết tha, dẫn đưa nhau vào tình yêu chân lý, bao ôm lấy đời hoa trang ấm nồng, nhờ yêu thương dìu nhau đến an bình. Một niềm tin son sáng, cảm ơn bậc
Lời đầu tiên cho phép Quốc Anh Minh Thương xin được gửi đến quý cha, quý vị khách quý, quý cộng đoàn lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Tiết mục lời tạ ơn sáng tác Thanh Lâm với phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Hường và phần múa minh họa của các em thiếu nhi giáo xứ đã mở đầu cho chương trình ca nhạc kỷ niệm 325 năm thành lập giáo xứ Bến Gỗ với chủ đề Bến Gỗ dòng chảy yêu thương.